31. Chị. Chị. Không sao. Chị muốn yên tĩnh một mình. Tiểu Hạ là em gái của chị, còn Dịch Dịch anh là người em yêu sâu nặng. Bây giờ trong mắt các người tôi rất nực cười phải không? Em giới thiệu với mọi người một chút, chồng chưa cưới của em Dịch Dịch. Bây giờ anh nói em biết, anh đang đùa giỡn với em đó. Bây giờ anh chơi đủ rồi, không muốn ở bên em nữa. Chúng ta chia tay đi, anh không yêu em nữa. Anh và chị Tiểu Quý có quan hệ, anh và Tiểu Quý không có quan hệ gì hết. Dịch Dịch, anh đừng đi, em muốn yêu anh, anh không quản được em. Anh nói em biết, anh đã không còn yêu em nữa. Từ nay về sau, trong cuộc đời Dịch Dịch này, không còn người tin đồng Tứ Quý nữa. Buông tay ra. Bây giờ em sắp có cuộc đời hoàn hảo nhất của em rồi. Lẽ nào chị không chúc mừng em sao? So với em thì Hạ Lâm thích hợp với anh hơn. Bà ơi, chị tỉnh rồi. Tứ Quý à, con tỉnh rồi. Chị, con làm bà sợ muốn chết. Bà ơi, không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Chị chỉ bị thiếu máu hạ đường huyết, chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao hết. Tứ Quý à, con thực sự khiến bà lo lắng. Bà ơi, con xin lỗi. Chị, sau này chị đừng gặp tên khốn Dịch Dịch đó nữa. Sau này em gặp anh ta lần nào, em sẽ đánh anh ta lần đó. Anh, anh không nói, không ai bảo anh câm đâu. Anh Tiểu Xuân, hay là anh và Tiểu Đồng đưa bà về nhà trước đi. Đợi chị truyền nước xong, em đưa chị về. Phải đó, mọi người về hết đi. Tiểu Thu ở với con là được. Vậy được rồi, mọi người về trước nhé. Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Tiểu Thu, chăm sóc tốt cho chị con đó. Vậy yên tâm đi. Đi đây. Dạ. Chị, đừng nói nữa. Chị muốn yên tĩnh một mình một lát. Nghe rõ cho bà, sau này trước mặt bà, cái thằng Dịch Dịch kia nữa, nhất là con đó, Đồng Tiểu Xuân, khép chặt cái miệng cho bà. Biết rồi ạ. Nhưng mà Tiểu Hạ thì phải làm sao? Làm sao gì chứ? Không cho nó bước vào nhà bà Hà qua này nửa bước. Bà ơi, dù nói thế nào, chị ấy cũng là chị nhỏ của bọn con. Nó không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của chị Tứ Quý, chứng tỏ nó không xem chúng ta là người nhà rồi. Chúng còn tưởng tìm thấy Tiểu Hạ là mấy đứa sẽ viên bản. Không ngờ nó tung chiêu này, cướp luôn người đàn ông của Tứ Quý. Nhưng không phải chị Tứ Quý và Dịch Dịch để chia tay rồi sao? Mua bán không thành công còn tình nghĩa, em có hiểu không hả? Mua bán với tình cảm thì có liên quan gì chứ? Đều như nhau. Chị Tứ Quý đã chia tay với Dịch Dịch rồi, nhưng Tiểu Hạ cũng không thể nào ở bên anh ta được. Vậy là sao chứ? Lẽ nào kêu chị Tứ Quý đối diện với bạn trai cũ của mình rồi gọi là em rể sao? Nó không nghĩ đến việc chị Tứ Quý sẽ khổ sở đau lòng thế nào à? Con nói vậy là đúng rồi. Tiểu Đồng à, con đi nói với Tiểu Hạ, nếu nó không chia tay Dịch Dịch thì chúng ta sẽ thế nào? Nói chung kêu nó chia tay là được rồi. Còn thế nào hả? Để bà nghĩ thêm đã.
phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Dịch dịch, con định giận dỗi mẹ cả đời sao? Không có, con chỉ không biết đối mặt với mẹ thế nào. Dù con có đau lòng buồn bã đến mấy, cũng vẫn phải sống tiếp chứ. Lẽ nào con định không nói chuyện với mẹ nữa sao? Nếu đổi là mẹ, mẹ sẽ làm thế nào? Tiếp tục bắt tay với mẹ, dùng lời nói dối để lấy căn nhà này sao? Con, mẹ chỉ muốn quan tâm con thôi. Con sắp đính hôn với Hạ Lâm rồi. Hạ Lâm? Sao lại là Hạ Lâm? Sao không thể là Hạ Lâm? Không phải mẹ rất thích cô ta sao? Không phải mẹ sớm mong cô sớm ngày kết hôn sinh con sao? Mẹ, mẹ làm như vậy gì? Hạ Lâm không được. Sao lại không được? Tứ quý không được, bây giờ Hạ Lâm không được. Mẹ đừng quên những lời mẹ đã nói với con. Mẹ từng nói với con, ngoài trừ tứ quý, con cưới bất kỳ ai mẹ cũng không phản đối. Hạ Lâm cô ta vốn không phải thiên kim đại tiểu thư gì hết. Con biết chuyện này, con biết. Con biết sao còn đến hôn với cô ta? Dù sao bây giờ con cũng không thể sống cùng với người phụ nữ mà con thích. Cưới ai với con mà nói cũng như nhau thôi. Dịch dịch, con đừng quên, Hạ Lâm cũng là con gái của Trương Ước Tuyết. Con cưới Hạ Lâm về nhà như cưới một quả bom không biết lúc nào sẽ nổ. Mối quan hệ của ba con và Trương Ước Tuyết đủ rồi. Cưới Hạ Lâm là cách nhanh nhất, dứt khoát nhất để con quên Tứ Quý. Con chỉ có cách này mới có thể khiến Tứ Quý hoàn toàn từ bỏ. Chuyện này đều do một tay mẹ tạo nên. Mẹ vừa lòng chưa? Đủ gì? Mau đi mở cửa đi. Anh Hiếu Dương, Tiểu Thu, anh Hiếu Dương, bà Hà Hoa, Hiếu Dương đến rồi à? Con đem ít hoa quả đến. Để em, đến thì cứ đến, không cần mua gì đâu. Đừng có lãng phí, không sao. Tứ Quý, Tứ Quý. Ba, Hướng Dương, sao anh lại đến đây? Bà gọi Hướng Dương đến đó. Hướng Dương à, mấy hôm nay ngày nào cũng mưa, chỉ hôm nay trời đẹp. Con đưa Tứ Quý nhà bà đi ra ngoài dạo đi. Bà ơi, có thể lát nữa con còn có việc. Con có việc gì chứ? Không phải con muốn mình dịp này nghỉ ngơi dọn dẹp sao? Không cần con, mọi người đều ở đây mà. Phải đó, phải đó, chị Tứ Quý, chị cứ yên tâm ra ngoài chơi đi. Để mấy và mấy việc nặng, việc cực nhọc trong nhà cho em. Đúng vậy, Tứ Quý, anh đã đến rồi. Em không định để anh một chuyến đi vô ích chứ. Không đâu, không đâu, đi đi. Tứ Quý, đi đi, nghe lời, trong nhà chật quá, đi đi. Vậy được rồi, ba, bọn con đi đây. Được được. À, Hướng Dương, Tứ Quý nhà bà có giày giới nghiêm. Đương nhiên, bà yên tâm. Được được, vậy bọn con đi đây. Được được, tạm biệt. Tạm biệt nhé, tạm biệt. Chị, anh Hướng Dương đi chơi vui nhé. Bà ơi, sao lần này bà không bảo chị đừng có về? Biến. Thật là, vẫn là Hướng Dương đáng tin. Nếu Hướng Dương có thể giúp Tứ Quý nhà ta hết đau khổ chị tình thì tốt quá. Bác gái à, không ngờ bác lại chủ động hẹn cháu. Cháu nhớ hình như bác từng nói sẽ không có bất cứ quan hệ gì với nhà người họ Trịnh nữa mà. Tin cô giả mạo thiên kim tiểu thư của thực phẩm Túc Khang đã được đồn ầm lên rồi. Đừng có giả vờ giả dịch trước mặt tôi nữa.
vậy chẳng phải càng tốt sao? Vậy chẳng phải tốt sao? Đã có thể chứng minh cháu không có bất kỳ quan hệ gì với người nhà họ Trình, vậy thì sau này bác gái sẽ không phải ác cảm với cháu như vậy nữa. Đúng rồi, chắc Dịch Dịch chưa nói với bác vì chúng cháu chuẩn bị đính hôn phải không? Hạ Lâm, không ngờ cô là một cô gái có tâm cơ rất nặng. Bác gái à, bác nói vậy là không đúng rồi. Cháu thật lòng với Dịch Dịch ba. Thật lòng. Đừng tưởng tôi không biết cô đang giận có bối cảnh của Dịch Dịch nhà tôi. Tôi nói cô biết, cô muốn lấy con trai tôi, cứ chờ đến kiếp sau đi. Cô đừng hòng bước vào cửa nhà họ Dịch chúng tôi. Dịch Dịch đã là người trưởng thành rồi, hôn sự của mình vẫn không thể nào làm chủ sao? Người trưởng thành thì có thể, muốn làm gì thì làm sao? Hôn nhân đại sự không cần sự đồng ý của cha mẹ sao? Bác gái, thực ra bác không cần có thành kiến lớn với con như vậy. Bởi vì chỉ có con hiểu tại sao bác ghét người nhà họ Trình như vậy. Cũng chỉ có con mới có thể hiểu được việc giữ kín một bí mật không thể nói ra đau khổ đến giường nào. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Vậy thì cháu nhắc bác một chút vậy. Lẽ nào bác quên lần trước khi Dịch Dịch nằm viện, chẳng phải cháu đã thấy một người trông giống hệt như bác trai đang nói chuyện với bác hay sao? Thực ra cháu đã nghe hết những gì hai người đã nói rồi. Khi ấy cháu chợt hiểu ra, cuối cùng cũng biết tại sao bác lại ghét nhà họ Trình, ghét Tứ Quý như vậy. Thì ra là bởi vì Tứ Quý mới là con gái ruột của Trình Khang Thăng, đúng không? Vậy thì cháu càng thấy lạ hơn. Nếu bác trai và Trình Khang Thăng thực sự chỉ là hai người trông giống nhau, thì sao bác lại phản đối Dịch Dịch yêu Tứ Quý như vậy? Trừ khi hai bọn họ là đủ rồi. Cô muốn gì hả? Bác gái, cháu và Dịch Dịch thực sự định đính hôn. Chỉ cần bác không ác cảm với cháu như vậy nữa, cháu đảm bảo sẽ thay bác giữ kín bí mật này. Alo, là em. Lát nữa em muốn đến tìm áo cưới để thử lễ phục. Anh làm việc xong thì đến tìm em đi. Tôi không rảnh. Không rảnh anh cũng phải đến. Dịch Dịch, màn kịch của chúng ta không thể diễn một nửa được. Là diễn kịch, cô lại diễn tốt như vậy, cô diễn một mình không phải được rồi sao? Vậy được, vậy em sẽ tìm đồng Tứ Quý đi cùng em. Dù sao em cũng muốn mời chị ta làm phụ dâu của em nữa. Giám đốc, hủy cuộc họp hôm nay. Chào chị, tôi tìm Hạ Lâm. Được, mời đi bên này. Hạ Lâm, cậu đẹp quá. Vậy sao? Đẹp không? Tôi xin cô sau này đừng lợi dụng đồng Tứ Quý để uy hiếp tôi nữa. Thực sự không ngờ chúng ta còn có sau này. Nhưng anh không thể phủ nhận nhỉ? Chỉ cần nhắc đến đồng Tứ Quý sẽ có lực sát thương với anh. Cô đừng chọc tôi. Tôi có thể không chọn diễn tiếp vở kịch này. Vậy sao? Melody, mau lên, chụp cho mình và chồng mình một tấm ảnh. Được, được, được. Đúng, 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 nên chụp một tấm ảnh. Đâu, nào, nào, chụp tấm ảnh. Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Cười nào, cười nào. 3, 2, 1. Thêm tấm nữa. 1, 2. Đẹp quá. Đẹp thật.
Ngày mà em chờ đợi khiến nụ cười này nở rộ. Từ nay về sau, tốt với bản thân hơn. Có đau buồn, có vui vẻ, không cần cố chấp, lưu luyến quá khứ. Thật mong đợi ngày mai biết mấy, có hy vọng ở bên mình. Thật khó nói, chưa từng đi xa, có nước mắt, có nụ cười. Em vẫn có mùa tuyệt đẹp này. Không có nói tạm biệt ngày mai, tất cả mọi thứ ở hiện tại. Em sẽ dùng cảm ơn, dù rơi nước mắt khi cười, cảm giác trong lòng, dù là đắng hay ngọt. Hạ Lâm mà, mình cảm thấy anh ấy là hy vọng duy nhất của mình, cũng là hạnh phúc đồng tứ quý nợ mình. Nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta sang bên kia đi dạo. Em thấy hơi mệt, em muốn về nhà. Cái gì? Dịch Dịch muốn đính hôn với Hạ Lâm? Rốt cuộc là sao vậy? Dịch Dịch vừa chia tay với Tứ Quý, bây giờ lại lập tức đòi đính hôn với Hạ Lâm. Tôi cũng không rõ, có lẽ là giận dỗi tôi. Thằng bé này làm việc mà cảm tính quá. Hôn nhân là chuyện cả đời, sao có thể qua loa như vậy? Chính Hoa, ông nhất định phải ngăn cản chuyện này lại. Dù nó có giận dỗi tôi, cũng không thể nào lấy chuyện cả đời mình ra để đùa được. Nếu không phải ban đầu mà phản đối Dịch Dịch ở bên Tứ Quý, cũng không thành ra như bây giờ. Tôi phản đối Dịch Dịch ở bên Tứ Quý là có lý do của tôi. Dịch Dịch có thể không hiểu cho tôi, nhưng ông là chồng tôi, ông nhất định phải đứng về phía tôi. Bây giờ bà thấy rồi chứ? Bà thấy kết quả của việc bà phản đối chưa? Dịch Dịch định dùng cả đời nó để giận dỗi bà. Vậy nên ông nhất định phải ngăn cản chuyện này. Dịch Dịch là con trai tôi, đương nhiên tôi sẽ tìm nó để nói chuyện. Còn nó có nghĩ thông hay không thì phải xem bản thân nó. Vết thương hồi phục rất tốt, có lẽ không bao lâu nữa có thể xuất viện rồi. Thật sao? Cảm ơn bác sĩ nha. Nếu vết thương bị chim hay sưng lên, phải nhớ lập tức đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ, đau chết mất thôi, mau cứu tôi đi. Đau chết mất. Mẫu u xơ tử cung, có phải đau tại vết thương vùng bụng không? Không phải đau ở vết thương, mà là đau nơi đâm kim. Đau lắm luôn. Đau chết mất. Chỗ đâm kim không có vấn đề. Tình hình truyền nước cũng bình thường. Bác sĩ Đồng, chúng tôi đã điều chỉnh cho bệnh nhân này rất nhiều lần rồi, cũng đã nói với cô ấy có cảm giác dị tật là bình thường. Nhưng mà cô ấy, bác sĩ, anh xem đây là thái độ gì vậy? Tôi muốn bị bệnh, tôi muốn phải mổ sao? Tôi cũng đâu có muốn. Không phải tôi rất khó chịu, tôi mới gọi các anh đến xem thử sao? Sao không có chút lòng đồng tình nào hết vậy? Cô, hay là thế này, để tôi giúp cô điều chỉnh vị trí đâm kim. Nếu vẫn còn cảm giác đau, tôi sẽ kiểm tra sâu hơn. Thật là rõ ràng là cố ý mà. Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn chút rồi. Ông ngoại Hủy Hủy sao rồi? Tỉnh lại chưa? Vẫn chưa.
Tiểu Xuân, bạn nhớ khi Hủy Hủy đến nhà chúng ta đã nói ba mẹ nó ở nước ngoài phải không? Hình như gần đây vừa mới về. Về rồi à? Vì sao nó không ở nhà? Thật là. Vì ba mẹ con bé làm gì? Không thể để bà biết nhà Hủy Hủy chính là thực phẩm Phúc Khang. Hình như là buôn bán nhỏ, có một công ty. Mở công ty à? Vậy chắc điều kiện nhà nó khá lắm nhỉ? Con gặp ba mẹ nó chưa? Chưa ạ? Vẫn chưa gặp à? Tiểu Xuân, không phải bà nói con, Hủy Hủy ở nhà chúng ta lâu như vậy rồi, nói sao thì con cũng nên đi gặp ba mẹ người ta chứ. Con xem gì điểm này lẩu bì đã có lòng nuôi con rồi đó, đến lúc đó khiến ba mẹ người ta không vui lại bảo con lừa con gái người ta. Con biết rồi bà, không phải bây giờ nhà Hủy Hủy có việc sao? Con nghĩ để tình hình ông ngoại của Hủy Hủy ổn hơn, con sẽ đi chào hỏi ba mẹ Hủy Hủy và nói con biết chuyện này không thể đợi. Còn nữa, con nói xem, chuyện ông ngoại Hủy Hủy sinh bệnh nằm viện lớn như vậy, nói thế nào thì con cũng nên đến bệnh viện thăm hỏi, bày tỏ lòng thành chứ. Con đừng để người ta cảm thấy nhà chúng ta không biết điều. Con còn tưởng bà ghét Hủy Hủy nữa. Con bé đó có gì tốt đâu. Chẳng phải tại con suốt ngày ghét giận với mọi người à? Nếu không vì con, còn lâu bà mới chấp nhận nó. Con thấy lạ đó. Rõ ràng là bà ghét Hủy Hủy mà. Làm gì có. Nữ Nhi, mẹ đến thăm con đây. Chào nào nào. Con yêu. Con yêu. Có biết mình có đứa con gái à? Đúng là mặt trời mọc ở đằng tay rồi. Đương nhiên là con nhớ bé cưng của con rồi. Đúng rồi, chị có nhà không? Chị Tứ Quý ra ngoài với anh Hướng Dương rồi. Làm gì vậy? Vừa về đã tìm chị con, chắc chắn không tốt lành gì. Không có gì, con chỉ muốn bàn với chị chuyện xe cà phê thôi. Con lại đang có ý đồ quỷ quái gì vậy? Con có thể có ý đồ quỷ quái gì chứ? Chú không thích con làm cả đêm ở quán rượu, nhưng con lại chẳng có gì để làm cả. Không phải anh và chị đều tìm được công việc ổn định rồi sao? Vậy nên con nghĩ có lẽ con cũng nên làm xe cà phê của chị Tứ Quý. Xem kìa, bà biết ngay mà, đã dầm ngó đến cái xe rồi. Bà à, con vẫn chưa nói xong mà. Được, con không nói bà cũng biết. Con sẽ mua chiếc xe cà phê ấy. Làm gì vậy? Con nói thật mà. Chỉ là đợi đến khi con có tiền thôi. Còn nói là không có ý đồ. Đợi đến khi con có tiền. Đợi con có tiền thì tóc của Tứ Quý nhà ta đã bạc trắng rồi. Bà ơi, lần này con thật lòng muốn cố gắng mà. Con cũng muốn nuôi Nữ Nhi bên mình, có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc. Dì Tiểu Đông, đừng quên chuyện hứa với con đó. Yên tâm, lát nữa dì sẽ nói với ba con. Về rồi à? Mau đi cất cặp sách, rửa tay ăn cơm. Vừa nãy tính kế gì cho con trai đó? Thì cuối tuần muốn đến nhà bạn chơi, nhưng mẹ thằng bé không cho. Vậy thì không được. Cuối tuần Tiểu Bì phải về ở với mẹ nó. Chú à, sao người lớn các anh không nghĩ thoáng ra vậy? Bạn Tiểu Bì đón sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, sao thằng bé có thể không đi? Hơn nữa ở độ tuổi này, bọn trẻ cần gì nhất? Bạn học và bạn bè. Tại sao ngay cả chút tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy cũng phải hy sinh vì những rắc rối của người lớn các anh chứ? Đây là vấn đề nguyên tắc. Thời gian cuối tuần của Tiểu Bì là của mẹ thằng bé. Anh không thể nào quyết định. Sao không thể chứ? Anh vẫn là ba của Tiểu Bì mà. Mẹ của Tiểu Bì không gặp thằng bé một hôm thì không phải là mẹ sao? Tóm lại em mặc kệ. Chuyện này em đã hứa với Tiểu Bì rồi, anh phải giải quyết với mẹ thằng bé. Nếu không, người gì như em sẽ phải nuốt lời mất. Em toàn là làm khó anh thôi. Không phải hôm nay em về nhà rồi sao? Bà và mọi người khỏe không? Khỏe. Mỗi tội chị cả không ở nhà, nhưng bà đã đồng ý nhất định sẽ giúp em nói chuyện xe cà phê với chị Tứ Quý. Chuyện này
Anh cũng đã nghĩ đến cả đêm. Cứ thế mà tiếp nhận xe cà phê của chị cả được. Mấy hôm nữa anh có một số tiền, không nhiều, 5.000 tệ. Em đưa cho chị cả trước đi. Sau này nếu chúng ta có tiền rồi trả chị ấy sau, xem như mua lại xe cà phê của chị ấy. Chú à, sao anh lại tốt với em như vậy? Em là vợ anh, anh không tốt với em thì tốt với ai đây? Cô bé ngốc. Chú à, sao em lại gặp anh muộn như vậy chứ? Ít ra anh cũng tìm được em. Bây giờ không muộn, mau ăn cơm đi. Đương nhiên rồi. Cảm ơn sự chúc phúc của chị. Để đến tiệc đến hôn, anh Hướng Dương cũng đến nhé. Em sẽ buộc thiệp mời cho anh. Chị em đi trước đây. Tứ Quý, em không sao. Em và Dịch Dịch đã chia tay rồi, thì anh ấy kết hôn với ai là chuyện của anh ấy, không liên quan đến em. Chỉ cần anh ấy thật lòng với Tiểu Hạ thì em sẽ không phản đối. Tứ Quý, em vẫn còn anh mà. Hướng Dương, em nhớ anh từng nói với em rằng anh có hôn ước. Người ấy là Hủy Hủy phải không? Anh và Hủy Hủy là ý của ông. Anh chỉ xem Hủy Hủy như em gái. Anh và Hủy Hủy là ý của ông. Anh chỉ xem Hủy Hủy như em gái. Em cũng biết liệu người nhà của Hủy Hủy có chấp nhận Tiểu Xuân không. Dù họ không chấp nhận Tiểu Xuân, anh cũng... Hướng Dương, Hủy Hủy không phải em gái anh, mà là vợ tương lai của anh. Hướng Dương, có lẽ là vận mệnh đã khiến chúng ta lỡ mất nhau. Có thời gian nói chuyện với ba không? Ba nghe mẹ nói con muốn đính hôn. Chuyện lớn như vậy sao ba lại không biết? Ba, con vốn định đợi đến khi quyết định xong thời gian, địa điểm và khách mời rồi mới nói với ba. Nói như vậy con đã quyết định chuyện này rồi. Dịch Dịch, ba luôn cởi mở, chắc chắn sẽ tôn trọng lựa chọn của con. Nhưng con vừa mới kết thúc một đoạn tình cảm, bây giờ đã lập tức đính hôn, có phải hơi manh động quá không? Không phải người ta đều nói kết hôn cần chút manh động sao? Phải, nhưng sự manh động này được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Nếu đối phương là Tứ Quý, ba có thể hiểu. Nhưng bây giờ bỗng lòi ra một Hạ Lâm,
Con thật sự yêu cô bé này sao? Ba, tình cảm của con và Tứ Quý vốn là một sai lầm. Nếu bọn con chưa từng gặp nhau thì sai lầm này cũng sẽ không xảy ra. Có lẽ bây giờ con đã kết hôn với người con nên ở bên rồi. Dịch Dịch à, ba không biết rốt cuộc giữa con và Tứ Quý đã xảy ra chuyện gì, nhưng ba có thể nhìn ra con vẫn yêu con bé. Nếu trong lòng con vẫn còn người phụ nữ khác, vậy thì có công bằng với Hạ Lâm không? Ba, ba có yêu mẹ thật không? Đương nhiên rồi. Nếu không sao ba lại cưới bà ấy? Không phải ba đã mất tất cả trí nhớ vì tai nạn xe sao? Sao ba lại nhớ những chuyện khi ấy? Ba cảm thấy ba mẹ yêu nhau là sau khi mẹ nói với ba biết sao? Ba không hiểu con nói gì. Có lẽ ý của con là mẹ con đang thêu dệt lời nói dối để lừa ba sao? Ba chưa từng nghi ngờ sao? Dịch Dịch, suy nghĩ của con cực đoan quá. Ba, tóm lại ba hãy xem hôn nhân của con và Hạ Lâm như một cuộc hôn nhân chính trị đi. Chỉ là lợi ích trao đổi, không phải lợi ích trong kinh doanh, mà là thứ mình cần ở đối phương. Dịch Dịch, kết hôn và yêu đương không giống nhau đâu. Một khi đã kết hôn thì phải chịu trách nhiệm với nửa kia. Ba, con sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Uống ít thôi. Đủ Nhi ngoan quá. Nana, ba. Tư Quý à, hôm trước Tiểu Đông về nhà, con bé nói với bà là muốn nhận lại việc kinh doanh xe cà phê của con. Bà thấy lần này hình như nó rất là nghiêm túc, còn nói mình sẽ cố gắng sau này đón Ngũ Nhi đến sống chung. Như vậy cũng tốt. Xe cà phê của con cứ để đó không dùng. Con vốn định về ra ngoài, bây giờ Tiểu Đông có lòng muốn làm ăn, vậy thì còn gì bằng nữa. Xem ra lần này Tiểu Đông tìm được bảo bì là phúc của con bé. Bảo bì này chín chắn thận trọng. Quan trọng là Tiểu Đông chịu nghe cậu ấy khuyên. Ta con nhớ trước đây bà nói bảo bì lớn tuổi quá. Đó là ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng bây giờ của bà về lão bì thực sự tốt lắm luôn. Còn con, ra ngoài với Hương Dương có vui không? Tốt lắm mà. Rất tốt thì phải nắm cho chắc. Thằng bé Hương Dương từ nhỏ đã có tình cảm với con, xem ra hai đứa có duyên phận đó. Bà, bây giờ nói chuyện này còn sớm quá. Tứ Quý à, dù con có chấp nhận hay không, Tiểu Hạ và Tiểu Dịch vẫn sẽ ở bên nhau. Phải, chúng ta có thể không qua lại với cậu ta cả đời, nhưng dù nói thế nào, Tiểu Hạ vẫn là em gái con. Bà, con biết rồi. Con sẽ điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Tiểu Hạ vì con mới phải chịu khổ bao năm nay. Con không thể mất em ấy nữa. Con nhất định sẽ chúc phúc cho em ấy. Chị sẽ chúc phúc cho em. Chỉ cần em thật có được hạnh phúc.
Hạ Lâm, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cậu thật sự muốn đính hôn với Dịch Dịch sao? Mình tưởng chị ta sẽ không cam tâm, sẽ trở mặt với mình. Không ngờ chị ta lại chúc phúc cho mình và Dịch Dịch. Medoli, mình thực sự đã làm sai rồi sao? Hạ Lâm, bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp. Thật đó, có những chuyện một khi đã bắt đầu thì không thể quay lại nữa. Hạ Lâm, chúng ta không cần quay lại, chúng ta có thể đi về phía trước rồi sẽ rẽ ngang. Cô ấy là chị của cậu, là người già của cậu. Đây là sự thật không thể thay đổi. Vậy thì mình đã làm sai hả? Tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy? Tất cả hạnh phúc đều không thuộc về mình. Nhưng mà Hạ Lâm à, hạnh phúc này thực sự không thuộc về cậu. Cậu cướp lấy, cậu cũng sẽ không hạnh phúc đâu. Không công bằng. Ông trời không công bằng với mình. Mình không muốn nhận thua. Mình không muốn. Hạ Lâm, cậu nghe mình nói, cuộc đời của chúng ta không thể cưỡng cầu. Thứ ông trời cho mỗi người chúng nghĩ không giống nhau. Hỷ Hỷ, có phải gần đây em không ăn uống đàng hoàng không? Em xem em kìa, đã gầy đi bao nhiêu rồi? Đâu có. Chỉ là em không biết bao giờ ông ngoại mới có thể khỏe lại. Vậy thì em càng nên quan tâm sức khỏe nhiều hơn. Nếu không, nếu không thì sao? Anh sẽ lo đó. Được rồi. Bà thì sao? Bà sao rồi? Người trong nhà sao rồi? Còn nói nữa, không có em, bà còn không có sức khỏe để nói chuyện. Anh đến là muốn hỏi em, tối nay có thời gian không? Về nhà cùng anh một chuyến. Hôm nay là sinh nhật của bà. Sinh nhật của bà. Nếu em không tiện cũng không sao. Không có. Tối nay em sẽ về cùng anh một chuyến. Thật sao? Nhưng mà liệu mẹ em có vui không? Không đâu. Thực ra bên em đã mời điều dưỡng chuyên nghiệp. Lát nữa em nói với bà ấy một tiếng là được. Thật sao? Vậy đang làm anh sẽ đến đón em. Tốt quá rồi. Bà gặp được em nhất định sẽ rất vui. Vậy được rồi, vào trước đây. Đi nhé. Mau đi đi. Mẹ, mẹ, tối nay con về nhà Tiểu Xuân một chuyến. Con đến nhà cậu ta làm gì? Con xem ông ngoại đã thế này rồi. Con cũng phải thu dọn một chút chứ. Đồ của con vẫn ở nhà anh ấy mà. Con muốn về nhà hả? Mấy hôm nay không phải con vẫn luôn ở nhà sao? Hơn nữa, ông ngoại như vậy con cũng không yên tâm. Hủy Hủy à, con đúng là con ngoan của mẹ. Ba, ba nghe thấy chưa? Ba không thương Hủy Hủy dù ít đâu. Vết thương của tôi ngày càng vừa đau vừa ngứa. Nhưng mà y tá các anh cứ bảo là không vấn đề gì. Những chuyện này đều là bình thường, cô cố chịu đi. Rồi hôm qua có đi vệ sinh chưa? Đi rồi đi rồi. Bác sĩ Đồng, chuyện là hôm qua tôi nhờ gửi tặng anh đã nhận được chưa? Cô Kim, cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng bệnh viện chúng tôi có quy định không được nhận quà của bệnh nhân. Anh không cần khách sáo với tôi. Cả bệnh viện chỉ có mỗi anh là dịu dàng chăm sóc bệnh nhân nhất, không giống những bác sĩ khác. Vậy nên số lê đó chỉ là chút lòng thành của tôi thôi. Anh không cần phải thấy nặng nề đâu. Xin lỗi, tôi có việc, tôi đi trước đây. Bác sĩ Đồng, tôi về đây. Số lê đó, bác sĩ Đồng. Cô Kim, bệnh viện là nơi chữa bệnh, không phải nơi để yêu đương. Còn nữa,
Đồng Tiểu Thu vẫn chưa phải là bác sĩ, cô không cần phải ân cần với một bác sĩ thực tập như vậy. Như vậy không có ích gì cho bệnh tình của cô đâu. Để sau này khỏi bệnh, người ta nói là mê trai. Anh nói gì hả? Anh quay lại đây cho tôi. Anh nãy nói tôi mê trai hồi nào hả? Thì đưa cho tôi bệnh án giường số 4. Số 4. Được. Đồng Tiểu Thu, xin hãy chú ý hành vi của cậu. Ở bệnh viện kỵ nhất là tình cảm bất luân của bác sĩ và người bệnh. Bác sĩ Lâm, anh nói vậy có nghiêm trọng quá không? Tình cảm bất luân gì chứ? Bác sĩ Lâm, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm tôi và cô Kim rồi. Có phải hiểu lầm không thì tôi không biết. Nhưng nếu có lần sau, tôi sẽ báo cáo lên trên. Đến khi đó thành tích của cậu, cậu tự mà làm đi. Phiền cô đưa cho tôi bệnh án giường 108. Mặc kệ anh ta ghen tị với anh thôi. Bỏ đi không sao đâu. Bác sĩ Đồng, anh không nghe chuông reo sao? Giường số 6 bấm chuông kìa. Nghe thấy rồi.